Năm 2021 đã chuẩn bị qua đi và năm 2022, năm Nhâm Dần đã sắp sửa đến gần và phút giao canh sắp tới. Tôi xin được chúc tất cả mọi người, chúc những người đang xem video này, chúc những người yêu mến và tin tưởng học tập các chương trình của Success Business School và chúc đến toàn thể cán bộ công nhân viên của SBK Holding cũng như là các cán bộ công nhân viên của tập đoàn AMACCAO lời chúc sức khỏe, thân ái và lời chúc thịnh vượng. Và bằng tất cả sự chân thành cũng như là lời cảm ơn sâu sắc dành cho tất cả những ai đã đồng hành gắn bó cùng với công ty SBK Holding cũng như là tập đoàn AMACCAO, và chúc tất cả các anh các chị học viên thân yêu, những người đã tin tưởng và đồng hành cùng với bên trường Success Business School, đồng hành với các thầy cô, đồng hành với tôi trong suốt những năm qua. Và cũng nhân đây xin được chúc các thầy cô, chúc các diễn giả, các chuyên gia đã miệt mài cùng với Success Business School mang đến những kiến thức, những trí tuệ, những công thức để giúp cho các anh các chị học viên ngày càng trở nên hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn. Và nhân dịp năm mới, chúc tất cả các bạn đang xem video này một năm mới thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc và một năm mới thành công tuyệt vời. Và chúc cho bạn x2, x3 doanh số, thu nhập cũng như hạnh phúc của mình nhân dịp xuân Nhâm Dần. Happy New Year!